Rồi, chào anh em, tiếp tục giới thiệu anh em đập dành kem nhanh. Rất là đẹp luôn, lành lắm. Dành kem lửa đen rất là lành luôn. Đập nha anh em, dốc dáng rất là đẹp luôn, cao to. Xấy kiếm, tôi cùng xấy kiếm lửa đen thui nha anh em. Đó, em này đập, anh em yêu thích thì bắt em này. Mặt lành lắm, mặt hung lắm anh em. Đây mặt đây, mặt rướp mà không thu được thích anh em, như cục than luôn, nó đen mà đen thui anh em. Đó em ở đó, anh em nào yêu thích thì bác em này về làm giống được. Khổ rướp mà không yeah. Rồi anh ạ, hỏi cho anh nghe, bỏ cho anh nghe thấy kèm cái sông cờ sông cháo này. Đang ăn rồi. Đang thăm anh ạ. Đang thấy như nào anh ạ. Anh em yêu thích thì cứ liên hệ nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Giờ anh. Em giúp anh. Em ấm hầm 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 luôn. Rồi đây giờ nuôi anh nhanh lớn này. Rồi đây giờ nuôi lớn luôn. Đang đồ ăn, tụi ăn tụi lớn mà. Anh em yêu thích thì cứ liên hệ bác em này nha. Giờ anh em sáng màu. Rồi đen. Bà này chút bác bỏ ông lông quay luôn. Nè mà yêu thích thì cứ liên hệ nha. Hôm nay không rảnh quay video nha anh em. Lâu rồi. Hôm nay lỡ lọc trời này là quên không rảnh nó video. Anh em mới rảnh quay đi. Anh sạch theo, anh sạch tròn luôn không? Anh còn cái địt luôn không? Quét anh nè. Chưa nào ha. Con này nó ăn gấu lắm. Con này ăn dữ lắm, giờ nó ăn ai là nó ăn gớm ăn đó. Anh em đi khách đi lại này nha, đây rất đẹp nha anh em. Anh này nuôi chơi cảnh làm giống đầu cơ luôn. Thấy anh thấy rồi anh. Lòng đến chặt luôn. Bạn này chắc cũng 7-8 kg rồi. Biết đâu. Ở đây rồi. Như hàm luôn. Nhìn đi không cơ quan mà chưa nổi nha nè. Anh kiểu đây thôi chứ cổ nó chưa cho nổi. Thâu, rồi kết thúc rồi. Game over, anh quá anh nghe. Thế đây. Đây, cô anh em cô lửa đen này. Tụi đang thích luôn. Đọc nhanh, anh em yêu thích thì cứ liên hệ bác em này. Tiếp theo là em đập dành đen nha. Anh em yêu thích thì bắt em đập dành đen này. Ồ này nè, con này chắc 4-5 tháng rồi. Nó ăn càng bụng, ăn bông rạnh không? Lan lẫy không? Mình mấy lan o không? Thả ra qua rồi đi anh. Con này thì đẹp nha anh em. Dốc dáng đẹp. Lầm lá rồi cũng chỉ kiếm một giọt à. Đường cái à. Mắt hơi, cái mặt hơi mắt không có được đẹp nha anh em. Này, này. À. Nếu thích mua này, ấy thì bác em này. Chị ấy. Anh. Đúng, mặt mỉn luôn. Bụng u lù luôn. Anh em yêu thích cái bát đập nha. Đập này nên tháng rồi nha anh em. Đây em giờ kem bạch hổ. Kem rất đẹp nha anh em. Màu đen. Màu kem sang quét luôn. Lưỡi đen thui nha, tay kiên đét nha. Tay kiên đét mặt lành đó. Đó xấy kiếm dài luôn. Mà cái đuôi hơi dập chút nha anh em. Cái đuôi hồi nhỏ nó bị cấn nó dập nè. Anh em yêu thích thì bác em này rất đẹp luôn. Đấy.
Xí kiếm dài miên man nha anh em, vàng điều. Lông sáng đẹp nha anh em, màu lông rất là đẹp luôn. Chị em bạch hổ á. Con này trước là tiền không, con này đựng lỗi đuôi là chắc tiền cao lắm nha anh em. Mà do bị dập cái đuôi một chút nên đỡ giá. Nửa giá bình thường là 4-5 triệu mà giờ đỡ lại nửa giá cho anh em nha. Anh em yêu thích thì bắt em này. Đó. Chị kiếm rất là đẹp luôn. Cúm ăn lỗ đen thui nha anh em. Thui đen thiết lửa luôn ha. Rồi. Con cái đuôi hơi dập nha anh em. Cũng cung lên nhưng mà nó hơi dập chỗ đấy. Chào tạm biệt anh em nha. Anh em nào thích thì cứ liên hệ nha. Rồi. Số 4 này.